Các nhà hoạt động phi luật từng kêu gọi chấm dứt săn bắt cá heo, tin từ Manila. Các nhóm bảo vệ động vật ở phi luật từng đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản vào ngày hôm nay, yêu cầu chấm dứt săn bắt cá heo ở Nhật Bản. Truyền thống săn bắt cá heo tại một ngôi làng đánh cá nhỏ ở Taichi đã được toàn thế giới biết đến qua bộ phim The Cove, một bộ phim tài liệu đoạt giải Oscar được phát hành vào năm 2009. Khoảng 24 người biểu tình đã tuần hành tại Manila đi đến Đại sứ quán Nhật Bản, mang theo biểu ngữ kêu gọi chính phủ Nhật Bản chấm dứt việc giết cá heo. Những người biểu tình đã viết những thông điệp trên những tờ giấy hình cá heo và gắn chúng vào những cọc tre để tạo sự chú ý đến việc hàng ngàn con cá heo bị giết mỗi năm. Viện Đạo Trái Đất nói rằng ăn thịt cá heo tạo nguy cơ cho sức khỏe do hàm lượng thủy ngân cao trong cá. Nhật Bản từ lâu đã nói rằng săn bắt và ăn thịt cá voi và cá heo là một truyền thống ẩm thực có từ ngàn xưa. Hàng năm, Nhật Bản tổ chức săn bắt cá voi với lý do để nghiên cứu và nói rằng săn bắt cá heo không bị cấm theo quy ước quốc tế và loài động vật này không bị đe dọa và cần phải bị tiêu diệt bớt để bảo vệ ngư trường. Mùa săn bắt kéo dài từ tháng 9 cho đến tháng 4.